Hi, xin chào anh em, tôi là Sói Tuyết đây. Hôm nay tôi lại mở hộp và chia tay anh em một cây súng nữa. Một cây mà đang rất là hot trong cái thời gian qua. Một phiên bản SR25 bán rút, mình hay gọi là vậy. Đấy. Cây này của VFC. Nhìn rất là dài, rất là ngầu. Đầu tiên chúng ta sẽ xem qua về cái mác của nó. Cái mác của nó thì nó bắn chung được với mác của SR25, cùng một hệ mác. Nếu là súng thật thì đây nó là mác bắn đạn 7.62x51. Phụ kiện kèm theo có một cái BB loader, một cái nục năng nhỏ để chỉnh mấy thứ, cuốn sách hướng dẫn sử dụng của VFC. Tập trung cái súng của chúng ta. Cây súng của chúng ta có tên là SR25ECC Nine Element. Cây này viết ECC, viết tắt của từ Enhanced Combat Carbine, có nghĩa là phiên bản carbine nâng cao để bắn tỉa, kiểu vậy, nôm na là vậy. Thì nó cũng có những đặc điểm của những cây SR25 thì mình mở hộp rồi, mở hộp phải 2-3 lần rồi. Cái bản của VFC ấy, cái bản bán to ấy, nó là bản SASS. Còn đây là bản SCC. Bản SCC thì cái body của nó như nó vẫn là SR25 này, nhưng mà cái rad nó thay đổi một chút này, trông nó nhẹ nhàng hơn này. Đấy, cái báng stock nó gọn lại, kéo ra kéo vào linh hoạt hơn này. Thế nên là cái phiên bản này nó mình thấy nó hợp lý hơn mà nó dễ chơi hơn là cái phiên bản M110SASS to đùng ấy. Đấy. Thì cái súng này thì nó có thông số kỹ thuật của nó một chút, thì nó có chiều dài là 900mm đây, thu hết lại 1 2 3 4, đấy, 900mm. Còn khi mà kéo hết ra thì là 980mm. Gọi là thu gọn lại một chút cái stock cho nó đỡ thôi, chứ nó cũng rất là dài. 900mm thì nó cũng rơi bằng một khẩu AKM. AKM cũng dài tầm 90cm này. Đấy. Nhưng mà đối với dòng AR thì như này là khá là dài rồi. Súng thì có trọng lượng tầm 3 cân. Hay không? Một cây bắn tỉa nặng có 3 cân thôi. Nhà sản xuất công bố như vậy thì nó cũng, thậm chí nó còn nhẹ hơn cây M27. Cơ bản là cái rad của nó này. Cái rad của nó mình thấy có những đường khoét rất là sâu. Cả cái outer ngoài nó cũng nhìn cực kỳ đẹp. Các bạn phải nhìn kỹ này nhá. Cái rad ngoài này có những cái tròn nó đục thủng này để tản nhiệt này. Đấy, có cái ống chích khí ở dưới này, màu trắng này. Tiếp là cái phần outer, cái outer các bạn nhìn kỹ, nhìn qua mấy cái nỗ này nó cũng lại có những cái đường tròn khoét vào. Đấy, nhìn nó riêng cái từ đây này, từ đây đến đây cực kỳ ăn tiền. Đấy, mình rất thích luôn. Nếu bảo cây bắn tỉa nào hay thì mình nghĩ đây là cây hay, mà mình còn cả đánh giá nó còn hay hơn là cây HK417. HK417, tại vì cái rát của 417 nó cũng khá là nặng. Còn con này thì cái rát của nó lại nhìn nó nhẹ nhàng hơn, nó nhiều khoét những điểm sâu để tạo ra cái giảm trọng lượng cái súng, và nhìn cái outer của nó cực kỳ mê. Nước sơn của VFC làm thì ok rồi, chúng ta sẽ không phải phàn nàn nhiều. Cái flash hider thì cũng ổn, nhìn kỳ, nó khác với dòng M4 nhiều. Nói chung là đánh giá thì theo cảm quan thì mình thấy nó đẹp, nó là đẹp. Outer. Rồi tí nữa mình sẽ dùng nam châm để mình kiểm tra xem. Các bạn thấy có một điều hay không? Đó chính là cái phần iron sight. Nó lại lệch về một bên. Đấy. Cái này thì nó hay ở chỗ là khi mà các bạn gắn một cái scope ở đây. Gắn cái scope vào đây. Thì mình sẽ kích thước đường ngắm của nó rất là dài. Nó không bị phải nó không phải chịu ràng buộc, nó phải cao hơn cái iron sight này. Đấy, cái đầu ruồi thích ngắm này. Đấy,
thì khi mà bắn hoặc khi bắn các bạn thì nghiêng một chút ra, nếu mà nếu bắn gần mình không muốn qua ống ngắm là mình nghiêng ra mình bắn cũng rất ok. Đấy là chủ đích của nhà sản xuất như vậy. Nhìn thì cũng mình thì mình quen với cái việc cái thước ngắm mà cái đầu ruồi thước ngắm ở trên rồi, bây giờ nó hơi lệch tí thì nhìn nó hơi là lạ, nhưng mà thôi không sao, chả dần nó sẽ quen thôi. Súng thì chỉ có chế độ bắn sơ mi thôi. Cái kéo, cái rò xo và cái bâu nó rất là nặng. Cái này khi mà nó nặng ấy, thì khi mà kéo sẽ cảm giác nó giống thật hơn. Thì cái bầu súng thật kéo cũng rất là nặng. Và đặc biệt là khi bắn ấy, nó dập, nó sẽ tạo ra cái lực phản lực nó rất là mạnh. Thế nên là tạo sự hứng phấn cho người chơi. Đây các bạn thấy không, cái phần bâu trong này nó được là bằng nhôm nhé, mình nghĩ đây là nhôm nguyên chất thôi, và để sơn hay gì đó nhìn trông rất là xịn sò này, rất đẹp, nhìn nó trắng đẹp lắm. Mình nghĩ là một miếng nhôm nguyên khối ở CNC thôi, nhìn chất lượng lắm. Súng có những marking ví dụ như là đây rifle 7.62 SR25 Clyde Merriman này. Đấy. Súng này chỉ có chế độ semi auto, không full auto. HK417 thì nó có thêm chức năng là full auto. Còn đây thì chỉ có semi thôi. Thế là rất thích hợp cho anh em là chơi bắn tỉa sniper. Đây là phiên bản hiện đại, thế nên là nó cũng có chế độ lấy mà băng đạn. Cái chốt băng đạn có hai bên này, trái bên phải. Đấy. Bầu cũng hình như cũng khóa luôn cả hai bên, đây bầu hai bên luôn. Đây, bầu các bạn cũng có chế độ ở hai bên luôn. Đấy. Rồi tiếp đến là cái stock thì nó là dạng stock M4 thôi, nó không có gì là nhiều điều để nói cả. Nhưng mà mình rất thích khoái cái mà cái stock của con HK417 của KW3 làm ấy. Nó còn gọn thanh thanh, nó rất giống cái bản HK416D của KW3 hoặc là 416A5 của BFC. Nhìn nó còn gọn thanh thanh. Đấy là do quan điểm của từng người thôi. Đấy, quan điểm thẩm mỹ của từng người, nhưng mà mình thích cái kia hơn. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cục cung châm để mình kiểm tra xem những thành phần thép phá băng đạn đây. Băng đạn này tất nhiên không phải bằng thép rồi. Đầu tiên cái flash rider, wow, flash rider nó bằng thép luôn. Cái outer bằng thép này, outer bằng thép dính dị. Những cây súng làm có outer bằng thép mình đánh giá rất cao. Tại vì khi mình chơi mà có thể dẫn đến tình trạng rơi súng như này, đập cái flash rider cái nòng nó xuống. Nếu mà cái outer ấy, cái nòng ấy nòng ngoài nó không phải bằng thép, không được chắc chắn ấy, nó có thể bị gãy. Mình đã từng chứng kiến bị một bạn bị rơi xuống bị gãy rồi. Đấy. Flash thì tất nhiên là bằng nhôm rồi, nhôm nó mới nhẹ, hợp kim nhôm. Cái ray các bạn thấy hay không? Cái ray cái đề rát. Wow, các bạn nhìn cái điểm tiếp nối này. Đây là cái phần rát nhá, và đây là cái phần body nhá. Nó làm khít mức độ mình cảm giác như là nó là một thanh chạy từ đây này, chỉ đến khi mình nhìn đoạn này rồi mình mới thấy đó là cái sự điểm tiếp nối giữa rát và body. Đây logo đây rất đẹp. Cái stock này thì thường không phải bằng thép đâu, mà nó có lò xo ở bên trong. Thế là khi mình đưa nam châm vào thì nó hút cái lò xo. Đấy. Body thì bằng nhôm rồi, hợp kim nhôm. Vì súng thật nó cũng là hợp kim nhôm mà. Hợp kim nhôm mà làm tốt ấy, thì nó còn có các cái nhiều ưu nhiều điểm hơn cả thép luôn. Bây giờ mình sẽ nạp đạn và bắn cho anh em xem. Wow. Mình sẽ lấy cái mình sẽ lấy cái
cái scope của bớt nèo nha. Mình không có scope bớt nèo, mình sẽ không có thời gian mình gắn đâu, nhưng mình cứ để cho anh em xem thì nó giống như cái ý mà bạn, ý mà những người ta mua người ta chơi đây. Thường thì sử dụng cái scope như này, nó sẽ rất là hiện đại, các bạn thấy không, cái scope này rất hiện đại, nhìn nó rất là trong. Sẽ nắp vào đây như thế này. Mình review nhanh nên mình không có thời gian mình gắn cho anh em. Đây các cái chân này. Đấy. Mình để cho anh em xem nhìn cho dễ thôi. Nó như thế này. Đấy. Scope sẽ để tầm này. Đấy, các bạn thấy không? Đây một cái súng nhìn rất hiện đại. Từ cái scope đã hiện đại rồi. Đa phần anh em thì cứ nghĩ scope nó phải dài, to. Nhưng mà những cái scope kiểu này này, kiểu gọi mình hay gọi là scope đụt thì nó ngắn đụt đụt lại thì mình hay gọi là vậy, thì nó sẽ rất là hiện đại. Đấy. Cũng còn một cái scope dài nữa mình sẽ. Này, mình sẽ để một cái chiếc scope dài để cho anh em nhìn xem cái nào sẽ hợp hơn. Những cái scope đụt này cực kỳ hợp luôn. Đây là cái scope dài. Thực ra scope dài nắp vào con này cũng được. Nếu bạn nào có nắp vào cũng được, hoặc theo sở thích thì cũng được. Nhưng mà mình thấy nó không đẹp bằng cái scope ngắn này, scope đụt này. Đó, scope dài nhìn nó rất là to. Đó, cái này thì nó sẽ hợp với cây SISS hơn, M110 SISS. Bây giờ mình sẽ bắn tép cho anh em xem. Bạn chút, mang tép cho anh em xem. Sử dụng ga Hino. Mình sẽ đo cái tép này cho anh em xem. Nhà sản xuất công bố con này được 450 FPS, mình nghĩ sẽ phải hơn. Và con đạn chứa 20 viên. Mình đã vừa lạp đạn với cái súng, bây giờ mình sẽ bắn bếp cho anh em xem. À, 434 FPS. Các bạn là do mình bắn vài viên trước rồi, cái mát nó hơi lạnh, nó sẽ bị tụt FPS xuống. 430. Nói chung là lúc thì mình đo được 460, 430 thì nó do cái độ lạnh của cái mát này. Đấy, lạnh cái mát nó sẽ tụt FPS xuống. Con này thì mình nghĩ là nếu mà ngoài nắng bình thường ấm áp thì nó sẽ rơi vào tầm bắn được 450 FPS. Đấy. Rồi, ok, súng chỉ có chế độ sơ bi thôi. Nhưng mà cảm giác của cái pâu nó giật rất là mạnh, rồi lò xo nó cứng. Lò xo nó cứng khi kéo cái pâu đã nặng rồi. Và khi bắn thì nó độ giật mạnh. Đấy, hết đạn. Hết đạn. Wow. Mình thấy con này nó ăn ga khủng khiếp đó anh em ạ. Mình bắn cứ khoảng độ 20 viên thì lại phải lạp ga một lần. Không như những cây súng khác mình có thể bắn được, ví dụ như cây 417 mình bơm ga mình bắn được khoảng độ 50 viên. Và đây là thành quả nó mà cây súng nó tạo ra. Đây. Các viên đạn nó bị vỡ này. Không vỡ thì cũng nứt, ví dụ cái viên này nó bị lứt này. Lứt luôn này. Ghê. Wow, một cái súng mà cái bầu nó giật rất là mạnh, rất ấn tượng. Những viên đạn bắn đều bị vỡ, tỷ lệ vỡ đạn rất là cao. Rồi, vậy là mình đã vừa bảo hộp và trên tay nhanh cho anh em cây SR25 ECC của VFC. Đây là phiên bản SR25 hiện đại, nó mới ra năm 2020, đầu năm 2020 nó ra con này.
mình rất ấn tượng con này. Một cây súng bắn tỉa mà nó có kích thước nó hơi dài một chút so với dòng M4 HK416. Nó thì nó dài hơn cây M16 một chút, nhưng mà nó thiết kế rất hiện đại nè, từ cái outer, cái rasp, cái flat rider, rồi body, cái đầu ruồi thương ngắm Malasai, nó tạo cho một cái cảm giác mà một cây bắt điểm nó đẹp, nó hiện đại, chứ không phải là một cái cây mà nó mang thô mà chỉ chuyên về hiệu suất. Đấy. FPS thì mình nghĩ nó rơi vào tầm 450 thì cũng ok. Anh em nào độ mốt nữa thì thay thêm inner hop up thì chắc chắn cái là FPS sẽ tăng hơn và độ chính xác sẽ tốt hơn. Vậy thôi, đó là gì mình muốn chia sẻ với anh em về cây SR5 ECC. Cảm ơn anh em đã xem clip, chào anh em.